Để hỗ trợ thí sinh tham gia tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Thành đoàn Kon Tum huy động hơn 450 cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia tiếp sức mùa thi. Thành đoàn thành lập 3 đội hình tình nguyện hỗ trợ thí sinh tại 5 điểm thi trên địa bàn thành phố Kon Tum. Tại các điểm tiếp sức mùa thi, cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi như phát nước miễn phí, dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm, đồng thời động viên tinh thần, lan tỏa thông điệp về kỳ thi với năng lượng tích cực đến các em học sinh, hướng dẫn người nhà thí sinh chỗ để xe. Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho thí sinh và người nhà thí sinh. Chương trình tiếp sức mùa thi là hoạt động thường niên, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thành phố Kon Tum, mang ý nghĩa thiết thực, giá trị nhân văn cao đẹp. Thông qua chương trình, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng của tuổi trẻ trên địa bàn.